Xin tiếp tục chào đón nhà mình quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào tập phát sóng vào buổi chiều tối ngày 21 tháng 8. Thì đến buổi chiều tối ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ của em cũng có sưu tầm được một vài sản phẩm đẹp. Để trước hết là giới thiệu, sau đó là giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được thì có gì với nhau nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh cả nhà mình nha. Để mai mốt mình em còn lên những sản phẩm tiếp theo để giới thiệu và giao lưu cùng cả nhà mình ha. Và hôm nay thì có rất là nhiều sản phẩm đẹp. Đầu tiên mã số 1 đầu tiên là giới thiệu với cả nhà mình, có một tượng rất là đẹp nha, mẹ Âu Cơ ha. Đây là một tượng đồng rất là đẹp, rất là nét từng chi tiết, lần đầu tiên mà bên em vừa sưu tầm được cái giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Mẹ Âu Cơ ha, trăm trứng nở trăm con nha. Tác phẩm này rất là đẹp và nét từng chi tiết. Đây cả nhà mình cùng xem, đây hình ảnh mẹ Âu Cơ ha, đây khuôn mặt nha. Và ở đây là hình ảnh là trăm trứng nở trăm con, chất liệu bằng đồng. Và tổng trọng lượng của tác phẩm này là khoảng 2,7 kg. Và chiều cao của tượng mẹ Âu Cơ là có khoảng là 30 cm. Bề ngang tổng thể ở dưới đế là có khoảng là 12,5. Và ở trên là tầm có khoảng là 14 cm. Chất liệu bằng đồng rất là đẹp. Một trong những tượng rất là đáng đi sưu tầm của ngày hôm nay nha. Đây là mặt sau của tượng, cả nhà mình cùng xem ha. Tượng mẹ Âu Cơ nha, trăm trứng nở trăm con ha. Đáy rỗng đây, cả nhà mình cùng xem nha. Đây là một tượng rỗng nha. Rất là đẹp, rất là nét. Nét từng khuôn mặt của mẹ Âu Cơ đây, cả nhà mình cùng xem đây. Và tác phẩm này có giá giao lưu cả nhà mình là 2,5 triệu nha. 2,5 triệu cho mã số 1 mẹ Âu Cơ của ngày hôm nay nha, mã số 1. Và mã số 2 trong video mình hôm nay đó, hôm nay là có về được một sản phẩm là đồ đồng đào nha, để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mã số 2 trong video mình hôm nay. Đây là một cái bình là đồ đào như cả nhà mình nha, nên là rất là đẹp. Đặc biệt quả tiết qua văn trên đây, cái nắp là có chạm chữ trên đây, cả nhà mình cũng thấy ha, rất là đẹp nha. Còn giữ nguyên cái màu đất trên đây luôn ha, rất là đẹp. Một cái bình rất là to, hai bên là có hai cái bọm gồng đây, đây hai cái khoen nữa nè, cả nhà cùng xem nha. Đây là một cái bình đồ đồng đào rất là đẹp, rất là to, quả tiết qua văn trên đây, cổ điển ha. Tổng trọng lượng là khoảng 2,8 kg, chiều cao tổng thể của cái bình này là có khoảng là 29 cm, bề ngang là có khoảng là 17 cm. Đó, chất liệu là đồ đào. Đây cả nhà cùng xem đây, đây trong này ha, đây ở dưới đáy đây, cả nhà cùng xem nha. Tác phẩm này rất là đẹp ha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái bình như thế này, đồ đào nha, 3,8 triệu cho mã số 2. Rồi mã số 3 vẫn là một tác phẩm là đồ đào luôn nha. Rồi mã số 3 là một cái, đây là một cái bình có 3 con dê. Đó, đây là một cái bình rất là đẹp, trên đây là quả tiết qua văn, cả nhà cùng xem ha. Đây là hình 3 con dê đây, cả nhà cùng xem đây. Và chiều cao tổng thể của tác phẩm này là có khoảng là 22,5. Đường kính miệng là có khoảng là 15, cho nên là tam dê. Ba đầu con dê đây, cả nhà cùng xem đây. Ở trong đây ha, giữ nguyên màu đất trong đây luôn nha. Rất là đẹp ha, ở đáy đây. Đây là một cái bình rất là đẹp. Và cái này có giá giao lưu cả nhà mình là 3,2 triệu. 3,2 triệu cho một sản phẩm là đồ đào của ngày hôm nay nha. Đây là một cái bình tam dê. Đó, có 3 cái đầu con dê. Đồ này lâu lâu mới kiếm ra được nha cả nhà ha, lâu lâu mới sưu tầm được, bây giờ gửi đến cả nhà mình ha. Đây là mã số 3. Rồi cái này mã số 4. Mã số 4 là một tác phẩm là đồ đào nữa ha. Đây là đồ đồng đào mã số 4 cuối cùng của đồ đào của ngày hôm nay nha. Đây là một cái đỉnh rất là to. Đó là ngày xưa là không biết để làm gì ha, trên đây là có những cái khoen này, cả nhà cùng xem nè. Quả tiết qua văn trên đây là có khắc chữ luôn nha. Chữ được khắc ăn mòn trên đây nè. Rất là đẹp đây. Ở trong này giữ nguyên màu ha, bằng đồng nha. Quả tiết qua văn ở đây có 4 cái khoen, rất là to, cái này rất là to. Đây quả tiết cổ trên đây, cả nhà cùng xem, giống như hình ảnh là những cái con chim nha. Đây, ở đây là giống như những cái tích chim gì trên đây ha. Ở đáy đây giữ nguyên màu đất luôn ha. Trên đây là mấy cái khoen là cái bọm gồng nè, có những khoen đồng rất là to, rất là đẹp. Thì chữ thì cũng được khắc ăn mờ ở trên cái nắp. Chắc cái này là tên của cái loại này ha. Và sản phẩm này rất là to. Và có giá giao lưu với cả nhà mình hôm nay là 3,5 triệu. 3,5 triệu cho mã số 4 có trong video hôm nay. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 thì giới thiệu với cả nhà mình còn được một cặp trâu. Đó, một cặp trâu trâu tài lộc nha. Thì bao gồm có 2 con, chất liệu bằng đồng. Thì đây cả nhà mình cùng xem ha. Trên đây có hình ảnh là con nai này, dơi nè, nai dơi tài lộc nha. Một cặp bao gồm 2 con, một con hai con đối xứng với nhau. Đây cả nhà mình cùng xem ha, rất là đẹp nha.
có ảnh dơi này, trên đây là có chữ nè, châu tiền, một cặp châu tiền tổng trọng lượng là khoảng 1,3 kg, và chiều dài tổng thể của cặp châu tiền thì rơi vào khoảng 20 cm, chiều cao là 8 cm, và có giá vô cái nhà 1,2 triệu ha, cho một cặp châu tiền của ngày hôm nay. Rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm ha. Đây là mã số 5 và mã số 6 trong video hôm nay mà bên em giới thiệu cả nhà mình. Đây là một cái đỉnh rất là đẹp, mã số 6 là một cái đỉnh ớt sen chuồn chuồn. Đây là một cái đỉnh trầm nha, chiều dài tổng thể là 19 cm. Đây cũng được xem là một những đỉnh đẹp độc và lạ luôn ha. Chiều cao là khoảng là 12. Ở trên nắp hình ảnh là chuồn chuồn nè, ngó sen đó, hình ảnh con chuồn chuồn ha, ngó sen. Còn ở đây là có những chú cốc nè, cái nhành sen là những chú cốc ha. Mình bỏ trầm vô đây đốt thì khói sẽ bay ra từ những cái ngó sen như thế này. Một những sản phẩm rất là hay, rất là đẹp, và có giá giao lưu cả nhà mình một cái đỉnh trầm đẹp độc và lạ của ngày hôm nay. Có giá giao lưu cả nhà 1,200,000, 1,200,000 cho mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 thì hôm nay là một sản phẩm rất là hay, đôi cánh thiên thần. Đây là hình ảnh đôi cánh thiên thần nha, hình ảnh một người nam và người nữ ha. Đó, có hình ảnh có một đôi cánh thiên thần, chất liệu bằng đồng mạ vàng. Đây là mã số 7, tổng trọng lượng là khoảng 2,8 kg, chiều cao tổng thể đôi cánh thiên thần là 30 cm, rồi vành đế là khoảng là 9 cm, và trên thân là khoảng là 12, chất liệu bằng đồng. Đó, rất là đẹp, một sản phẩm đẹp nhất của ngày hôm nay, đôi cánh thiên thần ha. Một tác phẩm này rất là hay nha, để phòng khách, bàn làm việc hoặc là phòng ngủ, ok luôn ha. Đôi cánh thiên thần có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,800,000 cho mã số 7 trong video hôm nay. Rồi mã số 8 thì giới thiệu với cả nhà mình còn được một cái cây tiền tài lộc. Đó, đây là một cái cây nắm tiền ha, thể hiện cho sự tiền tài lộc nha. Mình có thể để chung với bàn thần tài, thổ địa, bàn làm việc nha, hoặc là quầy thu ngân ha. Chiều cao tổng thể là 22 cm, bề ngang tổng thể là có khoảng là 22, chất liệu bằng đồng, nguyên một cây nắm tiền rất là đẹp, chất liệu bằng đồng. Ở này là hũ tiền, ở dưới là hũ tiền nha cả nhà ha. Và tổng trọng lượng là khoảng 2,8 kg cho một tác phẩm như thế này. Và một tác phẩm như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình, một cái cây nắm tiền như thế này có giá giao lưu cả nhà mình 1,800,000 cho mã số 8 trong video hôm nay. Và mã số 9 mà bên em gửi đến cả nhà mình đó là một cái bình rất là đẹp nha, một cái ấm rất là to đẹp của ngày hôm nay. Đây là một cái ấm bí, tổng trọng lượng là khoảng 2,5 kg, chiều cao tổng thể là có khoảng là 26 cm, bề ngang của một cái ấm to như thế này là có khoảng là 25, chất liệu bằng đồng, nguyên một cái bí ha. Trên đây là có quả đào nè, hồ lô, trường thọ ha. Thì đây có hình ảnh chạm nhện nữa nè, cả nhà cùng xem nha. Quả tiết trên đây rất là đẹp, có một số hình ảnh rất là hay nha. Đó, một cái ấm rất là to, trên đây có chữ luôn ha. Tổng trọng lượng là 2,5 kg, và cái ấm to như thế này có giá vô luôn cái này 2,000,000 đồng cho mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 hôm nay là một cái song trầm mật quỷ. Đây là một cái đỉnh mật quỷ ha, đỉnh đồng này ở chân rồi có hình ảnh là ba cái đầu lân đang lè lưỡi ra ha, nên hay còn gọi là cái song trầm này song trầm mật quỷ nha. Rất là đẹp, ở trên này là cái đỉnh chất liệu đồng, rất là đẹp như cái nào nha. Đây cái nhà cùng xem ha, đây ở trong đây, ở trên nắp đây ha, quả tiết qua văn khỏi chê luôn nha. Song trầm mật quỷ này tổng trọng lượng là 800 gram, chiều cao là 17, bề ngang tổng thể là có khoảng 16 cm, và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái song trầm mật quỷ như thế này 1,300,000 ha. Mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ nha, một cái đỉnh trầm mật quỷ. Đây là mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11 trong ngày hôm nay. Đây là một cái đỉnh thần voi. Đó, đây là một cái đỉnh rất là hay, rất là đẹp mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha, cho mã số 11 trong video hôm nay nha. Thì đỉnh thần voi này tổng trọng lượng là khoảng 1,3 kg, chất liệu thì bằng đồng. Ở trên này là dưới là nãy là ba chú voi nha, đưa cái đầu xuống ha, tạo thành một cái đỉnh thần voi. Hai bên đây là hai cái quai của đỉnh ha. Đây là cái nắp, đây lại rất là đẹp, rất là dày. Ở đáy này có chuyện luôn ha nha, chuyện gồm có 6 mặt chữ rất là rõ nét. Đây các anh cùng xem ha. Và tổng trọng lượng là khoảng 1,5 kg, chiều cao tổng thể của đỉnh là tầm có khoảng là 15, bề ngang của đỉnh là 14, và có giá giao lưu với cả nhà mình 1,4 triệu ha, cho một cái đỉnh thần voi của ngày hôm nay. Đỉnh này rất là đẹp. Đây là mã số 11. 12 là chim cú mèo. Đó, một trong những hình ảnh rất là độc lạ nha, hình ảnh chim cú mèo ha. Chất liệu bằng đồng. Đây các anh cùng xem nha.
đẹp độc lạ ngày hôm nay, chim hình ảnh chim cú mèo. Tổng trọng lượng của tác phẩm này là rơi vào khoảng 1,2 kg. 1,2 kg cho tác phẩm như thế này. Và chiều cao tổng thể là có khoảng là 18. Rồi bề ngang chim cú mèo là có khoảng là 7 cm. Một chim cú mèo như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình. Một tác phẩm chim cú mèo 900.000 ha. Có nhu cầu sưu tầm liên hệ trực tiếp em nha. Đây là mã số 12. Rồi 13. 13 là một trong những tượng rất là đặc biệt. Đặc biệt từ hình ảnh ha đến cái nội dung của tượng nha. Đây là ảnh bà chúa xứ ha, chất liệu vân đồng. Mã số 13 tổng trọng lượng là 6 kg. Một trong những bà chúa xứ ha, ở vùng đất Tứ Linh nha, An Giang ha. Chiều cao tổng thể là 32 cm. Bề ngang tổng thể là có khoảng là 19 cm, chất liệu vân đồng. Đây là ảnh bà chúa xứ rất là đẹp. Một trong những tượng đài ở An Giang ha, vùng bảy núi nha. Đây tượng đồng bà chúa xứ mã số 13. Thì tượng này thì mình có giá hữu duyên với cả nhà mình thỉnh bà về là có là 2.800.000 nha. Tổng trọng lượng của tượng là 6 kg, chất liệu bằng đồng, tượng bà chúa xứ mã số 13. Rồi thứ hai mã số 14. Mã số 14 trong video ngày hôm nay thì bên em còn được một cái đỉnh trái đào. Đây là một cái đỉnh đồng cũ ha, hình trái đào. Đào tiên nha, đào tiên Trường Thọ. Hình ảnh một trái đào ha. Được thiết kế gồm có 3 bộ phận, đây là cái nắp. Rồi đây là một cái trái đào. Trái đào ở dưới là một cái lá. Cái lá thì tạo thành một cái đế rất là đẹp nha các anh em ha, chất liệu đồng cũ nha. Cái này là lâu rồi ha. Đó, để lên đây. Bỏ chầm vô đây đốt nó sẽ bay lên, chất liệu đồng. Tổng trọng lượng là khoảng 1,7 kg. Chiều dài tổng thể là có khoảng là 19 cm, chiều cao là tầm có khoảng là 21. Chất liệu bằng đồng và đỉnh trái đào này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000 cho mã số 14 trong video ngày hôm nay. Rồi 15 thì bên em giới thiệu với cả nhà mình còn được một con thần giữ tiền ha, rất là to. Đây là mã số 15 có trong video ngày hôm nay nha. 15 là một thần giữ tiền rất là to ha. Ông này thì tầm có khoảng là 8,2 kg. 8,2 kg cho một ông của ngày hôm nay. Tổng trọng lượng là 8,2 kg ha. Rồi chiều cao của tượng thần giữ tiền mã số 15 ngày hôm nay là tầm có khoảng là 33. Bề ngang đế là có khoảng là 23, chất liệu bằng đồng. Và thần giữ tiền của ngày hôm nay có giá giao được cái nhà 3 triệu đồng ha. Ông một thỏi vàng rất là to, mã số 15 có trong video ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Đây là mã số 15 ha. Rồi thứ hai mã số 16. 16 thì bên em còn được một cái cũng hôm nay cũng còn được một cái gạt tàn. Thì mã số 16 là một cái gạt tàn của Trung tâm huấn luyện khí quân lục chiến Huế Đà Nẵng. Năm 1968, rất là dày, rất là to. Tổng trọng lượng là 2,8 kg. Chiều cao tổng thể là 17. Chiều sâu là có khoảng là 5 cm. Chất liệu đồng rất là dày. Đây là của Trung tâm huấn luyện khí quân lục chiến Huế Đà Nẵng ha. Gạt tàn rất là to đây cả nhà cùng xem nha. Rất là đẹp, vừa to mà vừa đẹp luôn ha. Ở đáy là 1968 ha, US. Đó, mình có thể để gạt tàn ha, bảo hành trọn đời nha. Một cái gạt tàn rất là to, mà số 16 có giá giao lưu với cả nhà mình 1,5 kg thôi nha. Rất là to, nặng, bự luôn ha, mà số 16. Rồi 17 mà bên em giới thiệu cả nhà mình còn được một tượng rất là đẹp, Di Lạc chúc phúc. Đó. Ông đang đứng ha. Đó, hai cái tay đang chắp lại nha. Với nghĩa là chúc phúc nha. Rất là to, đây tượng rất là to. Đây là mã số 17. Trọng lượng là khoảng 7,5 kg. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 45 cm. Bề ngang tổng thể tầm có khoảng là 26. Thỏi vàng ở dưới rất là to là có khoảng là 25 cm. Rất là to, đẹp. Ngày hôm nay ông đang đứng trên một thỏi vàng chúc phúc nha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một tượng to đẹp như thế này 3,5 kg ha. 3,5 kg cho mã số 17 Di Lạc chúc phúc. Cười rất là tươi nha, ông cười rất là tươi ha. Rất là đẹp, mã số 17 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Rồi mã số 18. 18 thì hôm nay còn được một cặp bình ha. Đó, một cặp bình hoa mai. Cặp bình hoa mai này tổng trọng lượng là khoảng 4,2 kg. 4,2 kg. Chiều cao tổng thể là 30 cm. Bề ngang tổng thể là có khoảng là 16 cm. Chất liệu thì bằng đồng. Và một cặp như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình 2,5 kg nha. 2,5 kg cho một cặp bình đồng rất là dày của ngày hôm nay, hàng thủ công mã số 18. Rồi 19 của ngày hôm nay thì bên em còn được một cặp cốc.
Đó. Một cặp cốc ha, bao gồm hai con. Tổng trọng lượng là 3 kg. Bao gồm hai con. Hai con như thế này ha, 3 kg. Đây cả nhà cùng xem nha, rất là đẹp ha. Và chiều cao của mỗi con là có khoảng là 11. Và đế là có khoảng là 11 cm, và có giá Zalo cả nhà mình một cặp như thế này là 1,5 triệu, bao gồm hai con ha. Đây là mã số 18. Rồi mã số 19. 19 trong video hôm nay là một chú cua ha, cua kẹp tiền nha, chất liệu bằng đồng, và chiều cao tổng thể là 21. Bề ngang tổng thể là có khoảng là 16 cm, chất liệu bằng đồng, và có giá Zalo với cả nhà mình một chú cua như thế này 1,2 triệu ha, cua kẹp tiền nha, chất liệu bằng đồng ngày hôm nay. Đây là mã số 19. Cuối cùng trong clip ngày hôm nay thì giới thiệu cả nhà mình còn được một bộ bao phúc lộc thọ chất liệu bằng đồng. Một bộ này rất là đẹp ha, bộ này rất là liền lạc lành lặn nha, và nét từng chi tiết từng ông luôn, một bộ rất là đẹp. Và mã số đây là mã số cuối cùng mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha, mã số 20. Rồi sau đây là chi tiết của bộ này để cho mình tham khảo ha, về trọng lượng là tầm 15,5 kg. Và để mình quay kỹ là cho mình xem ha, một bộ bao như thế này, bộ này rất là nét nha cả nhà ha, lâu lâu có được bộ nét vậy nha. Thì về trọng lượng là 15,5 kg, và chiều cao của mỗi ông là tầm 35. Rồi bề ngang là có khoảng là 15 cm cho mỗi ông. Chất liệu là bằng đồng nha, bao phúc lộc thọ ha. Thì một bộ như thế này bên em có giá Zalo cái nhà mình là 6 triệu đồng nha, 6 triệu đồng cho mã số 20, cũng là mã số cuối cùng trong clip ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cái nhà mình ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo, những sản phẩm đẹp độc lạ hơn bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ em nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.